10 cách làm giàu nhanh nhất ở Sài Gòn hiện nay. Bạn phải nghe ít nhất một lần. Sài Gòn là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam, và có rất nhiều bạn trẻ đang ước mơ lập nghiệp ở nơi đây. Vì vậy, hãy cùng lắng nghe và chia sẻ những cách làm giàu ở Sài Gòn. Chắc chắn sẽ giúp bạn biến những số tiền nhỏ thành những số tiền lớn, đơn giản và thực tế nhất. Cách thứ nhất, mở một tiệm bán đồ ăn đêm. Đây là cách làm giàu được nhiều bạn trẻ yêu thích. Được mệnh danh là thành phố về đêm hay thành phố không ngủ. Do đó, không có gì lạ khi bạn thấy những dòng người tấp nập trên các con đường phố mỗi tối, đặc biệt là giữa đêm khuya. Chính vì vậy, ngoài những tụ điểm vui chơi giải trí như quán bar, sàn nhảy, thì các quán ăn đêm mọc lên như nấm, trở thành cách làm giàu nhanh nhất ở Sài Gòn và đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho các bạn trẻ hay những người ham muốn làm giàu nhanh. Cách thứ hai, kiếm tiền bằng kinh doanh online. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại ngày nay, cho phép bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền thông qua các app trực tuyến trên điện thoại, rao bán các sản phẩm công nghệ thời trang, mỹ phẩm hay các đồ ăn vặt thông qua các kênh ứng dụng online cá nhân. Vậy nên, trước tiên bạn hãy khảo sát, nghiên cứu thị trường thật kỹ càng, xem quyết định mình nên kinh doanh cái gì phù hợp với thế mạnh nhất của bạn và đưa ra quyết định bạn nên kinh doanh mặt hàng gì. Tóm lại, lựa chọn này có 3 ưu điểm. Thứ nhất, không cần tốn kém tiền thuê mặt bằng. Thứ hai, bỏ vốn thấp. Thứ ba, là khả năng thu lợi cao. Cách kiếm tiền tại nhà này quả thật không hề tốn một chi phí nào, chẳng may là tốn một chút công cào bàn phím của bạn mà thôi. Cách thứ ba, mở một xe bán cà phê hay trà sữa lưu động. Nếu bạn muốn làm giàu nhanh thì đừng bỏ qua gợi ý sau đây. Bạn muốn mở một quán cà phê nhưng không có nhiều vốn, vậy nên việc mở một xe bán cà phê hoặc trà sữa lưu động là một ý tưởng không tồi. Chi phí bỏ ra thấp nhưng lợi nhuận là rất cao. Thêm vào đó, cần thêm một chút sự sáng tạo và đổi mới trong thiết kế và bố trí sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Ngoài ra, cách pha chế cũng là một ý tưởng hay, sẽ tạo nên tính đặc trưng riêng cho mỗi xe cà phê, và chắc chắn nhờ đó sẽ lôi kéo không ít khách hàng tới xe cà phê lưu động của bạn. Cách thứ tư, cung cấp dịch vụ dọn dẹp và làm việc nhà theo giờ. Đây không phải là một loại hình kinh doanh quá xa lạ ở Việt Nam. Nó có nguồn gốc từ dịch vụ cho thuê người làm ngay tại nhà gia chủ. Những người làm thuê sẽ ở lại và sống chung với chủ nhân của ngôi nhà, và chắc chắn rằng mỗi tháng họ sẽ tốn không ít tiền để chi trả cho những người giúp việc này. Vì vậy, dịch vụ cho thuê trả theo giờ, theo ngày đang là lựa chọn hàng đầu của các gia chủ, vừa phù hợp về giá cả và dễ kiểm soát mọi thứ. Nắm bắt được nhu cầu này, dịch vụ cho thuê người làm theo giờ được hình thành. Đây cũng là cách làm giàu ở Sài Gòn khá hay. Thông qua đó, gia chủ sẽ tìm được người giúp đỡ họ làm những công việc trong nhà với giá vô cùng hợp lý và phải chăng. Cách thứ năm, mở một cửa hàng tạp hóa. Với mật độ dân số đông đúc như Sài Gòn, nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống cũng trở nên tăng cao. Rất nhiều siêu thị lớn, siêu thị mini mọc lên khắp nơi. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn quen với những cửa hàng tạp hóa truyền thống. Do đó, nếu bạn muốn kiếm tiền thì đây cũng là một cách làm giàu ở Sài Gòn không hề khó. Một trong những địa điểm lý tưởng để mở một cửa hàng đó là tìm đến các dãy trọ sinh viên, các trường học và khu công nghiệp, bởi nơi đây tập trung đông đảo những người thu nhập thấp và nhu cầu mua sắm chi tiêu bình dân. Nếu đắt hàng, bạn có thể bỏ túi từ 20 cho đến 30 triệu đồng mỗi tháng với hình thức kinh doanh này. Cách thứ 6, dịch vụ chụp ảnh ngoại cảnh và studio. Nếu bạn có khả năng chụp ảnh thì đừng bỏ qua cách làm giàu ở Sài Gòn này nhé.
Chỉ cần bạn trang bị một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, một vài công cụ marketing online và một chút gu thẩm mỹ về nghệ thuật, khách hàng sẽ tự tìm đến với bạn. Tuy hiện nay điện thoại thông minh và máy ảnh rất phát triển, thế nhưng để đem lại những tấm hình đẹp cho gia đình, bạn bè, người thân là điều không phải ai cũng có thể làm được. Chính vì vậy, các photographer chuyên nghiệp đã ra đời. Đây là một công việc không đòi hỏi nhiều vốn kinh doanh, rất phù hợp với các bạn trẻ bước đầu muốn khởi nghiệp, và bạn có thể dễ dàng kiếm được 2 đến 3 triệu đồng mỗi ngày. Cách thứ 7, mở shop thời trang và phụ kiện. Một ý tưởng cũ nhưng cực kỳ hot ở Sài Gòn, đó là kinh doanh thời trang. Nhu cầu làm đẹp hiện nay ngày càng trở nên cấp thiết, chắc chắn đối với các chị em nó lại càng quan trọng. Bằng chứng là nhiều người sẵn sàng chi hơn nửa tháng tiền lương của mình vào quần áo, mỹ phẩm và phụ kiện. Nắm bắt được nhu cầu này, các shop thời trang với đủ quy mô, hình thức mọc lên như nấm sau mưa. Từ quần áo dành cho trẻ em, người lớn, dành cho phái đẹp và cả cánh mài râu. Đây chắc chắn là ngành nghề thu được bộn tiền ở Sài Gòn để mở một cửa hàng quần áo phụ kiện cho riêng mình. Trước tiên bạn phải xác định được đối tượng mục tiêu mà mình hướng đến, từ đó lên kế hoạch bố trí sao cho thật phù hợp và bắt mắt. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu nơi cung cấp hàng hóa chất lượng với giá cả rẻ nhất. Tại Sài Gòn có những chợ đầu mối nổi tiếng như Tân Bình, Bến Thành hay chợ An Đông là nguồn cung cấp quần áo phụ kiện vô cùng đa dạng phong phú cho shop thời trang của bạn với giá cực kỳ phải chăng. Đây sẽ là một gợi ý thú vị với những ai muốn khởi nghiệp nhưng chưa biết kinh doanh gì ở Sài Gòn. Cách thứ 8, mở shop mỹ phẩm và làm đẹp. Một trong những cách làm giàu ở Sài Gòn tiếp theo mà Top Nghe Nhìn muốn giới thiệu đến các bạn là mở một shop mỹ phẩm và làm đẹp. Rất nhiều người đã thành công và trở nên giàu có nhờ loại hình này. Đây là một hình thức kinh doanh không hề khó. Chỉ cần bạn sở hữu một vốn kha khá ban đầu và chút kiến thức về mỹ phẩm là được. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp giữa buôn bán và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Chắc chắn đây sẽ là hướng đi vô cùng tiềm năng, vì hiện nay làm đẹp đang trở thành nhu cầu thiết yếu không chỉ dành cho phái đẹp mà còn là mục tiêu của cánh mài râu hướng tới. Để mô hình này được thành công, bạn cũng nên kết hợp bán online thông qua các trang web mỹ phẩm, chạy quảng cáo trên Facebook hoặc các trang fanpage cũng là ý tưởng hay, vì đây là nơi hội tụ của rất nhiều khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận về nguồn gốc sản phẩm mà mình cung cấp. Nó sẽ quyết định đến sự thành công của bạn. Cách thứ 9, cung cấp dịch vụ trông trẻ. Sài Gòn là thành phố rất đáng sống, vì vậy chi phí để trang trải cho cuộc sống của người dân cực kỳ cao. Kèm theo đó, nhu cầu kiếm thật nhiều tiền và làm thêm nhiều việc cũng đang được đẩy mạnh. Nhiều cặp vợ chồng ở Sài Gòn hiện nay thường đi làm cả ngày và họ không có đủ thời gian để chăm sóc con cái, phải gửi đi nhà trẻ. Tuy nhiên, đó không phải là lựa chọn duy nhất. Khá đông bậc phụ huynh có nhu cầu tìm người trông trẻ tại gia để họ dễ dàng giám sát mọi hoạt động của bé bằng camera. Công việc này rất phù hợp với các bạn sinh viên hoặc những người cao tuổi. Bạn có thể kiếm được tiền bằng cách làm trung gian mai mối giữa hai bên. Chắc chắn đây là cách làm giàu ở Sài Gòn vô cùng hiệu quả. Cách thứ 10, cho thuê lại nhà trọ hay kinh doanh dịch vụ homestay. Mỗi năm, Sài Gòn đón nhận rất nhiều người đến sinh sống, làm việc và du lịch. Đây là một cơ hội vô cùng lớn dành cho các dịch vụ về nhà ở, đất đai dài ngày hoặc ngắn ngày. Tận dụng điều đó, dịch vụ cho thuê nhà trọ homestay ra đời, hứa hẹn là cách làm giàu ở Sài Gòn hái ra tiền hàng đầu hiện nay. Trên cơ sở cung cấp nơi ở, nơi sống, nơi sinh hoạt cho những người có thu nhập thấp, người đi du lịch, đặc biệt là lao động phổ thông và sinh viên học sinh,
có nhiều mức giá thuê khác nhau, với số tiền từ 2 triệu đồng một tháng trở lên. Bạn đã sở hữu ngay nơi sinh sống phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Tuy nhiên, loại hình này tồn tại khá nhiều rủi ro, chi phí bỏ ra ban đầu khá cao, nhưng lợi nhuận mà nó mang lại là vô cùng lớn. Quý vị và các bạn vừa cùng với Seven theo dõi 10 cách làm giàu nhanh nhất ở Sài Gòn trên kênh Top Nghe Nhìn. Nếu thấy giá trị, hãy chia sẻ. Chúc các bạn thành công!